không hiểm. Xơi lên cho nó ngồi chứ. Ngồi có được chưa được miếng nào hết luôn á. Thằng nó lọt cái đất rồi. Tội nghiệp chiếc xe quá, đi quá tội nghiệp chiếc xe. Nói Việt Nam cũng có ngỗng vậy? Không, có người ta nói cái mùi vị không giống. Kìa mèo mập thấy không? Đa chú mỏi cái mùi nó hổ thú vậy. Ơi cái mùi giống đồ hổ thú vô mà. Không. Thúi quá. Đúng đẹp nè. Nha. Rồi bán kéo dao kim kẹp kim gì kìa. Là gì? Phấn hoa túi thơm rồi nữa. Kì, đang tại luyện công kìa, đang luyện công kìa. Ở đây có cả bớt này nè. Thank you.
Đi đi. Tao đang quay rồi, còn quay lại nữa. Cuộc đối thoại giữa hai cô phụ nữ dành nhau một quan thượng xém quánh lọt xong. Hát bội hả? Sân khấu đâu?这个是空气的前额演唱中心之一，甚至空气艺术流淌至杨州时，堪比师出枕阳科。因此，扬州已被称为昆曲的第二故乡，既同时扬州昆曲的最大特点。至永谢的大批女生信仰的家庭花班。Cứ ngồi đi em, cứ ngồi tự nhiên. Mày biết gì tao chết liền. Ba cô tiên nữ bị trời đánh rớt dưới trần. Vô làm gì? Mẹ xem mà. Được. Cửa hàng này của người Nga mở này, có tiếng Nga này quý vị. Các bạn có tiếng Nga này, tiếng Nga.